À, xin chào các bạn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mua vé số vietlott ở trên điện thoại di động thì hiện nay vietlott triển khai cho các thuê bao thuộc ba nhà mạng lớn đó là viettel mobifone và vinaphone như vậy là nếu các bạn thuộc thuê bao của nhà mạng nào thì các bạn sẽ cài đặt ứng dụng mua vé số tương ứng thì cái phần uh, ứng dụng mình có để ở trong cái phần mô tả của video các bạn uh, sẽ tải về bởi vì thuê bao của mình là thuộc vào uh, mobifone do vậy mình sẽ tải ứng dụng là viettel Mobifone phone thì sau khi mà cài đặt xong thì mình sẽ đăng nhập vào như vậy là username ở đây nó sẽ lấy chính là số điện thoại di động và mật khẩu. Thì sau khi mà các bạn cài đặt và đăng ký thành công thì các bạn sẽ à, thiết lập cái mật khẩu. Thì khi đăng nhập thì ứng dụng sẽ bắt các bạn là chụp hình hai mặt của chứng minh nhân dân và sau đó nó sẽ trích xuất thông tin từ hai cái hình đó nó sẽ lưu vào cái phần thông tin cá nhân của các bạn và các bạn cũng sẽ được cấp một cái tài khoản nó gọi là tài khoản hạn mức dự thưởng thì các bạn muốn mua vé số thì các bạn phải nạp tiền vào trong cái tài khoản này thì tài khoản này thật ra đó là tài khoản của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPbank thì các bạn sẽ chuyển khoản vào đây thì à, mỗi một lần chuyển khoản vào tài khoản của VPBank này thì mức phí là khoảng 5.000 đồng. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ liên kết đến à, cái tài khoản ngân hàng để các bạn nhận thưởng. Nếu số tiền trúng thưởng mà dưới 10 tỷ thì nó sẽ chuyển thẳng vào trong tài khoản nhận thưởng. Còn nếu mà trên 10 tỷ thì các bạn liên hệ việc để làm thủ tục nhận thưởng thì trong ứng dụng này nó sẽ chia ra rất là nhiều những cái chức năng như là kết quả của Mega power max 3D với lại mắt 4D thì nó chưa có triển khai lịch sử thì nó cho phép các bạn tra cứu lịch sử dự thưởng lịch sử thanh toán lịch sử trúng thưởng về tiện ích thì nó cũng đưa ra những cái bộ số yêu thích hay là nó sẽ thống kê cho các bạn là những cái bộ số này hoặc là xu hướng ví dụ như là à, cái xu hướng là mọi người mua nhiều hay là yêu thích tỷ lệ chúng Đó thì các bạn có thể căn cứ vào trong những cái số này các bạn có thể đặt Thì bây giờ mình sẽ mua à, vé số. Như vậy các bạn sẽ vào trong cái phần ở trang chủ thì có hai cái loại hình hiện nay đang triển khai đó là Power và Mega. Bây giờ mình sẽ mua của Mega. Thì các bạn có thể chọn tự động để cho máy nó sinh ra cái số. Hay là các bạn muốn chọn thì các bạn sẽ chọn vào ví dụ như dòng A. Các bạn sẽ chọn số tùy ý. Rồi sau đó các bạn chọn là xác nhận. Còn nếu không thì các bạn sẽ click vào trong cái biểu tượng cái vòng tròn này nè để là máy nó tự chọn cho các bạn. Thì sau khi các bạn chọn số xong tại đây mình mua hai vé giá vé là 20.000 đồng như vậy mình sẽ chọn là thanh toán sau đó là chọn là thanh toán thì số dư của hạn mức dự thưởng của mình là hiện nay là 174.000 sẽ chọn là đặt vé thì tự động nó sẽ sinh ra cái dãy số này và các bạn chọn là SMS đặt vé. Và sau đó các bạn nhấn để gửi đi đến đầu số là 9969. Thì đây là tin nhắn xác nhận từ việc lốt như vậy là các bạn đã mua vé thành công. Thì bạn có thể kiểm tra lại trong tài khoản À, việc lốt để xem thử là nó có trừ tiền hay không thì các bạn thấy là nó đã trừ tiền nè đó là mình mới mua vào ngày 10 tháng 1 năm 2021 thì đây là chưa có kết quả số tài khoản chủ tài khoản như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách mua vé số Vietlot ở trên điện thoại di động rất là đơn giản và nhanh chóng. Nếu bạn có những cái vướng mắc gì, các bạn hãy để lại trong phần bình luận video. À, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.